Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với video số 2 nói về câu hỏi ý nghĩa của phần kẹp chân nhé các bạn. Ở bài này thì chúng mình sẽ tìm hiểu với một bài dạng ở độ dài trung bình một xíu và nội dung câu hỏi đó là e hisha ga i na to mo shashin wa Đồ nội dung là sinh cả. Ina to sinh của tác giả này らん、にゅうていな。わでひょどきちへちゅうみんくんフェドプデまごろてんね。へっは写真展や新聞、雑誌の中でいいなと思う写真に出会ったときは自分は今写真を見ているのではない。写真が捉えたその場に立ち会っているのだと思うようにしています。たさーてにいさん khi tạo khi gặp được một cái bức ảnh mà ông thấy là đẹp á, trong triển lãm ảnh hay là trên báo hoặc tạp chí á, thì lúc ấy không phải là ông đang nhìn bức ảnh đó đang đứng đúng đang có mặt ở cái nơi mà chụp bức ảnh đó sẽ sinh ra thôi đấy là cái nơi mà chụp được lấy được có được cái bức ảnh tôi gọi mono tekita monotoste ipo tokoro de 干渉するのではなく、自分も同じ現場でこのシーンを見ているのだと考えるのです。No đề sự ở đây chính là ừ sự để giải thích cho việc đã vừa rồi nghĩa là bởi vì tác giả đã cho rằng hay là nghĩ rằng không phải đúng không cự không phải là ông ngắm hay ông thưởng tranh một cách là ipo hita ở đây là chỉ là sau á đó. sau một bước sau một bước với ai sau một bước với cái người chụp không phải là ông ngắm ảnh sau thưởng ảnh sau khi mà họ đã chụp ngay sau một bước so với họ chụp mà chính là lúc đó ông đang nhìn thấy chính cái cảnh nhìn thấy cái cảnh mà ở cùng một nơi đó cùng cái nơi mà chụp cái bức ảnh này. <laughs> Hơn thế nữa hoặc là như vậy thì sao ạ? ông ấy sẽ nghe thấy cái tiếng của người ở trong đó này Hay là âm thanh xung quanh này Hay là ngửi thấy mùi hương Và có thể sờ hoặc chạm bằng cái xúc giác của mình Được mọi vật có trong cái màn hình đó, trong cái gamen đó ảnh là cái vật mà nó ghi lại cái khoảnh khắc nào đó mà thực tế đã xảy ra

Khi mà chúng ta mở cái cuốn album cũ ra và chúng ta chìm đắm vào trong những cái bức ảnh mà chụp với ông bà thì khi ấy chúng ta sẽ được trở về với tuổi thơ và dường như còn nghe được cả cái tiếng của Yoi Shashin to wa soko ni utsute iru seika ni haite mitaku naru yona wa shiranai uchi ni ware o wasurete sinh thì ở câu này hơi dài một xíu chúng ta có thể phân tích như sau Tức là vô sinh từ bạn định nghĩa về thế nào là bức ảnh hay bức ảnh đẹp bức ảnh tốt đó là cái bức ảnh như thế này chẳng phải là bức ảnh như này hay sao tôi không ạ và bức ảnh ấy như thế nào bức ảnh ấy có vôọ vô nó yo na có ba đặc điểm đặc điểm đầu tiên muốn chúng ta như muốn bước vào cái thế giới mà chụp bức ảnh đó hoặc là khiến chúng ta như là đang được trò chuyện cùng với ai cùng với trà cùng với bức ảnh đó mà làm cho chúng ta là chỉ bưng đó quên đi bản thân mình từ shiranai chỉ nghĩ từ lúc nào không hay và cũng là cái bức ảnh mà khiến chúng ta dường như là có thể nghe thấy những cái lời nói mà nó tự từ, từ trong cái màn hình nghĩa là từ cái bức ảnh đó phát ra và đấy chính là Yoi sinh đấy và chúng ta nhìn tổng thể vào một bài chúng ta sẽ thấy được rằng là tác giả viết theo một cái dàn ý như sau đầu tiên là cái lúc mà chúng ta gặp na tổ mồ là lúc đấy chúng ta được đang được thời đang được chứng kiến ở chính cái nơi mà chụp bức ảnh đó tiếp theo thì họ nói về sinh xin là cái gì? Là cái mà ghi chép lại cái sự việc lúc đấy Và nó sẽ giúp cho dẫn chúng ta đến một cái Cho chúng ta xem, chứng kiến cái cảnh, cái cuộc sống đó mà chưa bao giờ chúng mình được gặp Cuối cùng thì người ta mới nói là Yoi Sashin là cái gì? Thì ở đây chúng mình nhận thấy rằng là Một, đây là Ina mo Sashin Nghĩa là Y Sashin Đúng không ạ? Với Yoi Sashin đó, được liên kết với nhau là ý như vậy Vậy yoi shashin đây là loại mà shashin khiến mình muốn bước vào Nói chuyện với bức ảnh đó và nghe thấy cả những lời nói, lời nhắn của nó nữa. Vậy thì giờ chúng mình quay lại với câu hỏi nhé, xem xem là chúng mình phải chọn đáp án nào. Câu hỏi ở đây là ina tomoshishin, Dono yo na shashin, ina tomo shashin ở đây đúng không ạ? Là cái bức ảnh mà chúng ta dường như được đứng ở đó này và chúng ta có thể xô so xô rất nhiều thứ này và yo shashin ở đây là như thế này, có ba cái ý vừa rồi đúng không? Vậy thì bây giờ nhá, xem nào. Ichi bằng utsu shita hito to mite iru hito ga ni hanashi o shite iru to na shashin. Là cái bức ảnh mà giúp cho chúng ta có thể cảm nhận rằng chúng ta đang nói chuyện. Đang nói chuyện là đúng. Nhưng đang nói chuyện với cái người chụp ảnh. Có đúng không ạ? No, no, đúng không? Đang nói chuyện với ai shashin to. Đang nói chuyện với chính bức ảnh. Do đó đây là bác sự. Nhi bằng 写した人と見ている人の気持ちがぴったり一つに重なるような写真。例えば、僕はずったり一つに重なる人がいる人との声を見る人が見る人の気持ちが知らず知らずのうちに楽しくなって te Là cái bức ảnh giúp cho chúng ta thấy vui từ lúc nào mà không biết Thì trong bài thì đúng là có shiranai uchi ni thật Shiranai uchi ni nhưng không có tanoshiku naru Không có Mà chỉ giúp chúng ta muốn bước vào thế giới đó Muốn nói chuyện và nghe được âm thanh thôi Bát sự luôn Yon ba Miru hito ga sono sekai ni hairikomitai Toyu là cái bức ảnh mà giúp cho chúng ta có một cái kimochi, có một cái cảm xúc là muốn bước vào thế giới đó. Ở đây có luôn, đúng không? Seikai ni haitemitaku naru. Và đó chính là nội dung mà chúng ta cần phải chọn, đó là đáp án số 4. nhìn một cách tổng thể, chúng ta cũng đã thấy rằng là ở đây người ta dùng inato mou shashin và sau đó thì người ta diễn đạt bằng yoi shashin. Được không ạ? Và từ đó thì họ liên kết ý với nhau. Cái chỗ này là mình nghĩ là khó nhất, đó là cái việc mà inner của mùa sinh và kết nối với yôi này là cái mà chúng mình sẽ bị dối. Cho nên là cái bước đọc hiểu và chúng ta nhìn lại cái sơ đồ, cái dàn ý của bài đọc là một điều rất quan trọng. Và hy vọng rằng cái kỹ năng nhỏ này các bạn có thể ứng dụng trong những phần sau nhé. Trong bài thì cũng có một số từ mới chúng ta có thể memo lại như sở sinh chỉ làm ảnh, thổ được, nắm được, nắm bắt được, có được, chiếm được cái gì đó. Kansho show sư được gặp lại khá nhiều, mà nghĩa là thưởng lãm hoặc đánh giá khi mà chúng ta xem, nghe một tác phẩm nào đó. Tachiao và chứng kiến ở bên ở cạnh Gamen màn hình Shin là cảnh Kanshoku, là cảm xúc xúc giác cảm nhận xương cong cái khoảnh khắc giây lát bộ là ông bà và Utsuru Và như vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu video số câu hỏi về ý nghĩa của phần gạch chân Và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo cùng về nội dung Kasenbu no imi wa tou ne nha. Go sejo arigatou